Một con gà trong đàn nhiễm bệnh CRD, hay chúng ta còn gọi là bệnh hô hấp mãn tính, ghép với bệnh tiêu chảy E. coli sẽ làm cho cả đàn gà bị nhiễm bệnh chỉ trong vòng 2 tuần. Thời gian bị nhiễm bệnh có thể tùy theo thể trạng của đàn gà. Bệnh có tính lây lan nhanh, làm giảm năng suất, chất lượng đàn gà và làm chết gà. Ủ rũ, bỏ ăn, hai mắt nhắm nghiền, thở khò khè. Tiêu chảy phân đỏ, trắng. 600 con gà hơn 70 ngày tuổi của gia đình anh Ngô Văn Niên ở Ba Vì, Hà Nội đều đang có biểu hiện như vậy. Anh Niên đã tốn rất nhiều tiền để điều trị bệnh cho gà, nhưng bệnh vẫn không khỏi. Đã có hơn 50 con gà bị chết. Để có kết luận chính xác về tình hình bệnh trên đàn gà của gia đình anh Niên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Dung, Nguyên Viện trưởng Viện Thú Y đã đến hiện trường. Đàn gà nó bị bệnh ấy, thì cái dấu hiệu của nó như thế nào? Phân thì màu trắng. Màu trắng thì lúc ban đầu ấy là cũng là màu trắng luôn. Là ỉa cầu trùng máu tươi. Gia đình đã sử dụng loại thuốc gì để điều trị rồi? Đã dùng thuốc cầu trùng máu tươi với men với thuốc bổ B complex. Rồi glucocac. Nhưng mà dùng trong vòng 5-6 ngày để không thấy đỡ. Với cái biểu hiện lâm sàng, tôi nghĩ rằng là đàn gà của nhà anh là có bị nhiễm cầu trùng, đúng có nhiễm cầu trùng, và kết hợp với việc tức là nhiễm các cái vi khuẩn kế phát khác, mà ở đây là cụ thể là nhiễm vi khuẩn Mycoplasma và vi khuẩn E. coli, cho nên dẫn đến cái tình trạng như vậy. Thế thì với cái phác đồ mà anh đã điều trị, đã sử dụng để điều trị, mà chỉ dùng để điều trị cầu trùng không, thì nó mới chỉ giải quyết được cái vấn đề cầu trùng thôi. Thế bây giờ để xem cụ thể thì tôi nghĩ rằng là chúng ta tự tiến hành mổ khám xem cụ thể ra làm sao. Vi khuẩn Mycoplasma sống chủ yếu trong đường hô hấp của gà. Khi ra khỏi cơ thể, nó chỉ sống ở ngoài môi trường từ 1 đến 3 ngày trong phân và các dụng cụ chăn nuôi, hoặc tồn tại từ 4 đến 5 ngày trong dịch nhầy. Còn vi khuẩn E. coli sống chủ yếu trong đường ruột của gia cầm. Gà khỏe, hệ vi sinh đường ruột trong cơ thể gà ức chế vi khuẩn E. coli, làm vi khuẩn không gây hại được. Trong trường hợp gà yếu, vi khuẩn E. coli sẽ phát triển mạnh và gây hại. Mổ khám gà mới chết, chuyên gia Trương Văn Dung thấy. Gan sưng to, có dấu hiệu bị hoại tử, túi mật căng cứng, bị viêm, phổi bị nát, làm cơ thể gà thiếu oxy. Ruột, gan và một số bộ phận khác bị màng fibrin bao bọc. Chú cho cháu hỏi tí, tức là nguyên nhân vì sao mà gà nó lại phát triển ra cái màng này ở trong cơ thể gà? Tức là khi bị nhiễm khuẩn ấy, thì đây là bị nhiễm khuẩn hỗn hợp, gồm có cả Mycoplasma và vi khuẩn E. coli. Thế thì khi mà những cái con mà bị phát triển những cái màng fibrin mà bao phủ ở trên chỗ màng treo ruột như thế này, thì nó sẽ gây ngộ độc cho cơ thể và nó chết. Nếu như không điều trị kịp thời, nếu như mình điều trị thì cái hiện tượng này nó sẽ không còn nữa. Vì cái fibrin này nó ở đâu ra? Nó thẩm xuất ra từ ở trong máu. Màng fibrin được hình thành trong quá trình cơ thể gà bị viêm. Vì các vi khuẩn E. coli và Mycoplasma lây lan qua đường hô hấp, phân gà thải, thức ăn, niêm mạc, da, vỏ trứng, dụng cụ chăn nuôi, nước uống, môi trường nuôi. Do đó, những con gà trong đàn sẽ cùng bị nhiễm bệnh. Với gà mới chớm bệnh, nó thường thở khò khè vào buổi tối. Biểu hiện này dễ làm cho người nuôi nhầm sang bệnh Newcastle. Cháu cứ nghĩ là gà nhà cháu nó bị Newcastle. Mà mổ khám thì thấy rằng là không phải bệnh Newcastle. Bởi vì nếu bệnh Newcastle ấy, thì cái dạ dày tuyến này nó sẽ bị viêm. Chúng ta đã mổ một con bệnh đã bị chết từ đêm qua. Thế bây giờ muốn để cho nó chắc chắn hơn nữa thì chúng ta sẽ mổ một con cũng bị hen suyễn, đúng không? Thế thì cái hen suyễn này á, là nhiều khi người ta nghĩ lầm tưởng là bệnh Newcastle. Newcastle cũng gây hiện tượng bị hen suyễn. Thế nhưng mà đây trường hợp này không phải là bị bệnh Newcastle, mà hen suyễn này là do cái bệnh gọi là bệnh CRD, do vi khuẩn Mycoplasma. Mà nó kết hợp ở đây là kết hợp với cả
vi khuẩn E. coli. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Văn Dung cho biết, bệnh ghép CRD và E. coli thường xảy ra trên mọi lứa tuổi của gà. Nhưng gà từ 3 đến 6 tuần tuổi và gà sắp đẻ thường bị bệnh nhiều hơn do sức đề kháng yếu hơn. Bệnh ghép này thường xuất hiện vào giai đoạn chuyển mùa, mưa nắng thất thường, nhiệt độ và độ ẩm cao. Mấy đàn gà trước đi thì chỉ có bị một bệnh thôi, nhưng mà đàn này phát hiện là bị nhiều bệnh ghép thế. Ở cái thời điểm như hiện nay là điều kiện thời tiết, khí hậu thay đổi rất bất thường. Hay chúng ta vẫn thường quen nói, tức là do vấn đề là biến đổi khí hậu và gây lên. Thế chính vì cái điều kiện thời tiết thay đổi thất thường như vậy dẫn đến cái tỷ mà nếu như cái điều kiện chăn nuôi nuôi dưỡng mà không tốt ấy thì nó dẫn đến một cái tình trạng gì, đàn gà nó bị suy yếu về mặt sức khỏe. Khi suy yếu về sức khỏe mà điều kiện vệ sinh chăn nuôi và nuôi dưỡng không tốt thì nó sẽ bị nhiễm nhiều các loại mầm bệnh khác nhau, đặc biệt đối với khu vực nhiệt đới như Việt Nam. Trong chăn nuôi, gà bị bệnh CRD ghép E. coli rất phổ biến. Hai bệnh này thường đồng hành với nhau và cùng nhau gây hại. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Văn Dung khuyên anh Niên và bà con cần thường xuyên quan sát và phát hiện bệnh sớm nhất để có biện pháp phòng trị kịp thời. Thời điểm nắng mưa thất thường, nhiệt độ và độ ẩm tăng cao, nhiều trại nuôi gà tại huyện Ba Vì, Hà Nội thường hay mắc bệnh CRD và tiêu chảy E. coli. Gà mắc bệnh CRD ghép với E. coli có thể chết rất nhanh, tỷ lệ chết có thể lên tới hơn 30%. Để phòng trị bệnh CRD ghép bệnh tiêu chảy E. coli cho đàn gà của gia đình anh Ngô Văn Niên ở Ba Vì, Hà Nội, chuyên gia Trương Văn Dung đã khuyên anh Niên làm như sau. Để mà điều trị cái bệnh này á, thì mình cần phải đảm bảo về buổi đêm ấy, tối ấy, là mình phải che tránh gió lùa. Việc thứ hai, sử dụng một cái phác đồ điều trị sau đây. Một là sử dụng thuốc kháng sinh là enrofloxacin hoặc là timbicosin. Đấy. Pha vào nước cho uống một lần trên ngày, và bởi vì đây của mình ở trạng thái bị mãn tính cho nên liệu trình điều trị là 7 ngày liền. Liều lượng thì mình theo hướng dẫn của sản xuất, nó ghi trên bao bì sản phẩm. Mà là sử dụng thuốc bổ gan thận kết hợp với thuốc chống hen suyễn bromhexin cho uống một lần trên ngày và liệu trình cũng 7 ngày liền. Cho uống chất điện giải glucose thay nước liên tục 15 ngày liền. Tức là mình thường mình cho uống nước bình thường, nhưng bây giờ mình cho uống chất điện giải. Để cho gà uống thuốc đủ liều lượng, chuyên gia Dung khuyên anh Niên nên cho gà nhịn uống nước trước khi pha, đồng thời bổ sung dinh dưỡng cho gà như vitamin ADE cộng vitamin B complex, khoáng chất Premix vào thức ăn cho gà ăn liên tục từ 1 đến 2 tháng liền. Mục đích giúp gà nhanh phục hồi cơ thể, đồng thời giúp hệ tiêu hóa của gà tiêu thụ và hấp thụ thức ăn tốt hơn. Mục đích giúp gà nhanh phục hồi cơ thể, đồng thời giúp hệ tiêu hóa của gà tiêu thụ và hấp thu thức ăn tốt hơn. Thì cháu cũng sử dụng một số như là đốt bồ kết, hun khói để cho gà khỏi bệnh. Với cho dùng nước tỏi nhưng cháu chỉ bóp nhưng mà không dã. Uống nhưng mà cách điều trị đấy không thấy đỡ. Thì theo chú là cháu sử dụng đúng kỹ thuật chưa? Biện pháp mà anh sử dụng ấy, thì... tôi nghĩ rằng về mặt kỹ thuật ấy, là chưa được đảm bảo. Trước đây thì trong dân gian người ta cũng hay dùng bồ kết để mà xông, để mà có ý nghĩa là để diệt vi khuẩn ở ngoài môi trường. Nhưng mà trong điều kiện như đối với trường hợp đàn gà nhà anh đang bị bệnh CRD, tức là bệnh gây đường bệnh đường hô hấp, mà dùng cái bồ kết thì tôi nghĩ là không lên. Khói nó vậy là thì nó sẽ không tốt. Anh biết rằng là trong tỏi nó có các cái alkaloid, các phytoxit, nó có tác dụng kháng khuẩn, tức là kháng sinh thực vật đấy. Có hai cái cách, một là có thể là giã ra với nước, cho nước để chiết xuất cái hoạt chất ra để cho cháu uống. Nhưng mà tốt nhất là anh nên sử dụng cái này này, nghiền tỏi trộn vào thức ăn. Tỏi có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng sức đề kháng cho gà. Vì thế, bà con nên dùng tỏi cho gà uống 5 ngày một tháng, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khu vực chuồng nuôi thông thoáng để có hiệu quả phòng bệnh.
trong chăn nuôi phòng bệnh là hiệu quả nhất. À, chứ không nên để bệnh xảy ra rồi đi chữa, đúng không? Thế thì những cái bệnh mà để an toàn ấy cho chăn nuôi lần sau ấy, tái đàn ấy, thì anh cần phải trước khi tái đàn cần phải thực hiện vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi hết sức sạch sẽ, cả không phải chỉ trong chuồng mà cả bên ngoài vườn để diệt côn trùng. Hai là diệt giun đất và giun kim ở dưới đất bằng cách là phải cuốc đất lên, xới đất lên, xong dùng vôi nước vôi. Ngoài việc vệ sinh sạch sẽ khu vực nuôi gà, bà con nên áp dụng đúng quy trình phòng bệnh cho gà ngay từ khi còn nhỏ. Việc lựa chọn con giống cũng cần lựa nơi có uy tín để tránh cho đàn gà bị nhiễm bệnh từ gà mẹ sang con.